Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Xuân Hồng. Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số những cái concept về bento vào tháng này các bạn nhé. Đầu tiên là concept thỏ con dễ thương và nằm ở trong một cái hộp quà dành cho đại gia đình. Cái hộp quà này thì có thể dành cho từ 2 cho đến 3 người ăn các bạn ha. Nguyên liệu chính của concept này là hải sản các bạn ha. Kèm theo đó là ớt chuông nhồi thịt, cà chua nhồi thịt và có xúc xích bạch tuộc các bạn nhé. Concept thứ hai là concept bạch tuộc và chú gấu dễ thương các bạn ha. Thì đây là đồ hải sản và ăn kèm cùng với có là ớt chuông nhồi thịt các bạn ha. Rất thích hợp cho các bạn nhỏ và tăng cường sức đề kháng. Và concept cuối cùng là concept thỏ con và nằm trong hộp giấy các bạn ha. Thì thỏ con sẽ đi gồm với cà chua nhồi thịt, rất thích hợp cho các bạn nhỏ để chúng ta có thể sử dụng ăn trưa hoặc là ăn tối. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hy vọng các bạn sẽ ủng hộ Bento Export. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của mình nhé.